Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Thì như các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ đến cho quý vị và các bạn một cái mẫu hồ sơ thiết kế một cái nhà cấp 4 mái Nhật khá là đẹp đúng không ạ? Về phần trang trí mặt tiền như thế này là tôi thấy rất là ổn rồi, thì nó tùy thuộc vào cái nhu cầu của khách hàng để chúng tôi có thể lên được một cái bộ hồ sơ như thế này. Thì tổng thể thì ngôi nhà này được công ty Bắc Trung Nam chúng tôi thiết kế cho nhà chú Lào có địa chỉ là ở U Minh Thượng, Kiên Giang. Vâng, nhà chú Lào ở U Minh Thượng, Kiên Giang các bạn nhé. Nếu như trường hợp mà bạn nào ở gần cái khu vực đấy thì có thể qua để tham quan cái khu vực đấy, thì có thể liên hệ đến công ty chúng tôi theo cái số hotline là 0963 95 1111. Chúng tôi sẽ cho các bạn địa chỉ cụ thể để qua tham quan cái ngôi nhà đã được xây dựng lên nó như thế nào, nó có đẹp hay không, đúng không ạ? Vâng, trước khi đi vào tìm hiểu về cái phần ngoại thất được trang trí như thế nào thì chúng ta hãy cùng xem cái phần bố trí công năng ở bên trong của ngôi nhà được các kiến trúc sư của công ty chúng tôi bố trí như thế nào, nó đã là hợp lý hay chưa. Vâng, đây là cái phần bố trí mặt bằng công năng của ngôi nhà. Để tôi dịch chuyển cái phần này xem. Vâng, đây là cái phần bố trí mặt bằng công năng với tổng diện tích là 122 m², đúng không ạ? Tổng diện tích là 122 m². Chiều sâu của ngôi nhà thì được thiết kế với kích thước là 14,6 m, 14,46 m, và mặt tiền của ngôi nhà thì được thiết kế là 8 m phủ bì. Với 8 mét phủ bì và 14,46 m chiều sâu thì các bạn này tham khảo xem là cái mảnh đất nhà mình nó đã phù hợp với lại cái ngôi nhà này hay chưa. Đấy, nhìn cái phần tổng thể 3D nó như thế này đây. Tổng thể 3D nó như thế này thì chúng ta sẽ làm với lại cái phần kích thước mặt tiền là 8 m và chiều sâu là 14,46 m. Được bố trí với 5 bậc cấp bước lên trên nhà, một sảnh chính, và khu vực sảnh chính này được bố trí 4 cửa, một cái bộ cửa đi 4 cánh và tiếp xúc với lại không gian của phòng khách rộng 22,6 m². Thường thường thì cái phần sảnh chính nó sẽ đi vào khu vực không gian của phòng khách, và ở đây chúng tôi sẽ bố trí một cái phòng ăn ở ngay phía sau phòng khách này, rộng 21,8 m², và cái phòng ăn này sẽ có một cái cửa nách. Đấy, cái cửa nách này là cửa hai cánh và đi ra bên phía tay phải của ngôi nhà. Cái không gian của phòng khách và bếp ăn này các bạn có thể làm lưu thông nhau, có thể làm thông nhau luôn. Đấy, thì chúng ta có thể bố trí tivi ở vị trí này, còn không các bạn làm một cái hệ tủ kệ vách tivi. Đấy, thì các bạn có thể đặt tivi ở vị trí này, thì chúng ta đứng ở phòng khách chúng ta có thể quan sát được bên trong phòng ăn, và khi nấu ăn thì chúng ta cũng có thể quan sát được ở bên ngoài phòng khách. Cuối nhà thì chúng ta bố trí một phòng tắm và một nhà vệ sinh. Phòng tắm rộng 2,5 m² và phòng vệ sinh cũng rộng 2,2 m². Đấy, thì cái phòng tắm nó sẽ rộng hơn, bởi vì là cái khu vực phòng tắm thì nó ưu tiên hơn về vấn đề diện tích, bởi vì trong đây chúng ta bố trí thêm cả một cái chậu rửa mặt nữa, đúng không ạ? Bên phía tay trái của ngôi nhà thì lần lượt bố trí phòng thờ mặt tiền rộng 8,4 m², phòng ngủ số 1 rộng 12,2 m², phòng ngủ số 2 rộng 12,2 m², và phòng ngủ số 3 cũng là rộng 12,2 m². Nói chung với các công năng này thì tôi thấy nó cũng khá là đơn giản, nhưng mà để mà chúng ta bố trí được cái công năng nó phù hợp như thế này thì chúng ta cũng cần có một cái sự tính toán. Tức là cái phòng ngủ thì nội thất ở bên trong chúng ta quay đầu giường về cái phía nào để cho nó phù hợp với lại cái phong thủy của chủ nhà, đúng không ạ? Thì trong cái thiết kế kiến trúc này thì các kiến trúc sư của chúng tôi sẽ rất là để ý đến cái vấn đề phong thủy trong thiết kế. Ở đây là hướng của bếp đặt như thế nào, hướng của phòng khách đặt như thế nào, cửa chính đặt ở vị trí nào, phòng thờ quay về đâu. Ví dụ như phòng thờ đây, tại sao chúng ta không quay ra mặt tiền mà chúng ta lại phải quay sang hướng bên tay phải của ngôi nhà, nó phù hợp với phong thủy của chủ nhà, đúng không ạ? Vâng, thì công năng nó là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ quay ra tìm hiểu cái phần bố trí về phần trang trí ngoại thất ở bên ngoài của mẫu nhà. Với mặt tiền như thế này thì chúng ta thiết kế bộ cửa đi, thì chúng ta sẽ làm một cái bộ cửa mà nó kết hợp thêm cùng với lại các cái pano kính để chúng ta lấy ánh sáng ở bên trong. Đấy, ngoài ra thì bộ cửa này các bạn có thể sử dụng bằng cửa gỗ lim Nam Phi, hoặc là các loại cửa gỗ tự nhiên bây giờ, hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng các cái loại ví dụ như thế là bằng cửa thép vân gỗ này, hoặc là cửa nhựa composite chống cháy. Có rất là nhiều những cái loại vật liệu mà chúng ta có thể sử dụng được để làm cái bộ cửa chính này. Cửa sổ của ngôi nhà, tất cả hệ cửa sổ, cửa đi thì chúng ta để giảm cái phần chi phí đi thì chúng ta sẽ sử dụng đó là cửa nhôm hệ. Ở đây thì các bạn có thể sử dụng cái nhôm hệ PMA 55, hoặc là các bạn có thể sử dụng nhôm sinh pha Việt, nhôm sinh pha Quảng Đông, hay là những cái loại nhôm như thế là nhôm DMA này, nhôm Bình Nam, nhôm Hải Nam. Ở trên thị trường bây giờ hiện tại thì nó có hàng nghìn cái loại nhôm khác nhau. Đấy, có thể là nhôm Việt, nhôm Nhật,
Đấy. Thì tùy thuộc vào cái địa phương các bạn đang thấy cái người ta sử dụng nhôm nào nó đảm bảo chất lượng thì các bạn có thể sử dụng. Còn công ty chúng tôi là hiện tại đang thi công trọn gói các công trình, chúng tôi đều đưa 100% là nhôm hệ PMA 55. Đơn giá thi công của nhôm hệ PMA 55 nó dao động từ 1,4 triệu đến 1,6 triệu một mét vuông hoàn thiện, bao gồm cả phụ kiện và chi phí nhân công lắp đặt. Đây là cái góc view mà chúng ta nhìn ở bên phía tay phải của ngôi nhà, thì chúng ta sẽ thấy được cái phần sảnh chính và sảnh phụ của ngôi nhà. Sảnh phụ thì được thiết kế bằng cửa thép vân gỗ hai cánh, cũng có được bố trí 5 bậc cấp bước xuống. Và khu vực sảnh phụ này chúng ta sẽ trang trí thêm các cái bồn hoa. Bồn hoa này nó giúp cho tạo cho cái không gian của ngôi nhà, cái phần cảnh quan của ngôi nhà nó được thân thiện với lại môi trường, thân thiện với lại tự nhiên hơn. Ngoài ra thì phần chân móng của ngôi nhà được ốp bằng cái gạch giả đá. Đấy, các bạn có thể sử dụng đá tự nhiên để ốp cái phần chân móng này. Nó tùy thuộc vào cái nhu cầu và tùy thuộc vào cái chi phí mà các bạn dự định để đầu tư. Phần cột của sảnh chính thì được thiết kế với cột vuông, kẻ chỉ lớn ở giữa và được ốp cái phần gạch thẻ trang trí. Cái tông màu gạch thẻ này nó có màu ghi, màu xám và nó cùng tông với lại những cái phần mà chúng ta ốp ở phía bậu trên của cửa, ví dụ như cửa sổ và cửa đi, đúng không? Còn phần bậu dưới hay là phần chân tường ở bên dưới thì chúng ta sơn màu ghi và phần cổ trần ở phía trên chúng ta cũng sơn màu ghi. Cái phần trang trí những cái đèn đây các bạn nhìn những cái đèn trang trí ở mặt tiền này, ví dụ như hai cái đèn gắn tường, hai cái đèn trang trí ở cột sảnh, hai cái đèn ở vị trí bên phía tay trái của ngôi nhà, thì nó là những cái phần mà giúp cho trang trí những cái phần ánh sáng ở bên ngoài, làm sao cho nó đủ ánh sáng và nó giúp cho cái phần ngoại thất của ngôi nhà nó được sinh động hơn, nó được nói chung nó có điểm nhấn hơn, đúng không ạ? Ánh sáng là một cái cực kỳ quan trọng ở trong thiết kế. Đấy, các bạn có thể nắm bắt và lưu ý cái điều đấy. Ok, đây là cái view mà chúng ta trang trí ở bên phía tay trái. Tay trái này thì nó không có sảnh, chính vì thế nên chúng ta cũng phần thân tường thì chúng ta kẻ chỉ và đắp phào ở cả cái vị trí, ví dụ như thế là cửa sổ này, vị trí là phần cổ trần, vị trí chân tường. Đấy là những cái vị trí mà chúng ta cần trang trí những điểm nhấn. Ngôi nhà được sử dụng mái ngói màu xanh. Ở đây chúng ta cái hệ mái Nhật này chúng tôi đã nói rất là nhiều rồi. Cái phần sảnh này chúng ta đang hạ cốt nó xuống đáy dầm. Hạ cốt nó thấp hơn so với lại cái cốt của phần sàn chính của ngôi nhà. Thì cốt sàn này chúng ta hạ thêm một thân dầm nữa là đủ cái phần chiều cao của phần sảnh. Thông thường những cái nhà cấp 4 như thế này thì chúng ta sẽ làm ngôi nhà cao tầm khoảng 4m2 và phần sảnh cao tầm khoảng 3m8 đến 3m9, tùy thuộc vào cái diện tích của ngôi nhà, hình khối của ngôi nhà để kiến trúc sư có thể bố trí được. Hệ mái Nhật ở phía trên thì chúng ta sẽ dựng cái kèo bằng hộp kẽm của Hòa Phát. Thì cái việc gia công hộp kẽm của Hòa Phát này thì phụ thuộc vào tay nghề của đội thợ cơ khí để làm sao chúng ta lên được một cái khung cứng của hệ mái này, nó phải đảm bảo tiêu chuẩn, tức là các cái kích thước ví dụ như chiều cao để mái này hay là phần mái của sảnh nó có cùng cái nó phải nhìn, nó phải song song nhau đấy, cái đỉnh này nó nhìn phải song song với cái đỉnh này đấy, tránh trường hợp các bạn làm cái đỉnh này nó lại nhọn xuống mà cái đỉnh này nó lại vẫn lên thì nhìn rất là buồn cười. Đây là chúng ta cần phải có thiết kế đấy. Tại sao cái hồ sơ thiết kế nó quan trọng như thế? Đây là cái view chúng ta nhìn ở trên xuống thì thấy được toàn bộ cái khung cảnh ở phía trên mái, nó phục vụ giúp cho cái đội thi công mái nó được thuận tiện hơn và có được cái nhìn nó tổng quát hơn về cái hệ mái của ngôi nhà. Với tổng diện tích 122m2, chúng ta thiết kế cái công năng như thế này là cũng khá là đảm bảo rồi. 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, bếp ăn, 1 phòng thờ, 2 nhà vệ sinh ở cuối nhà, đúng không ạ? Cái view trên này thì chúng ta có thể nhìn thấy được cái phần đá ở sảnh chính thì chúng ta lát bằng đá granite màu đen và phần cổ bậc là sử dụng cổ màu trắng. Tất cả những cái phần trang trí, phần vật tư, vật liệu sử dụng cho phần ngoại thất này thì tôi đã giới thiệu sơ bộ đến cho các bạn có thể xem rồi. Thì chi phí như thế nào thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty chúng tôi theo cái số điện thoại hotline là 0963 951111, thì bất kỳ lúc nào chúng tôi cũng có bộ phận chăm sóc để có thể tư vấn cho các bạn về những cái mẫu nhà đấy. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những clip lần sau.